Vậy hôm nay chúng ta sẽ học sang cái phần về mảng ký tự với chuỗi và cái biểu thức chính quy. Đầu tiên ta sẽ học về cái ký tự với chuỗi để chúng ta nắm dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ tạo một project là cái chữ chính chính xác. Thì ta sẽ tạo solution này. Add new project này. Đây. Đây, tổng cái con số app. Cái là string in C sharp này. Cái phần xử lý chuỗi rất là quan trọng nên chúng ta phải nắm chắc kiến thức phần này. Bởi vì khi làm thực tế có nhiều cái dự án mà có nhiều cái yêu cầu mà chúng ta phải nắm thật chắc thì mới xử lý được cái bài toán đấy. Và cái phần này chúng ta chủ yếu sẽ học về các cái phương thức mà cái chuỗi này nó xử lý. Và đặt cái này set e tắt up luôn. Rồi ta sẽ ghi là nhập vào một chuỗi này. Thì enter the input sẽ bằng console.bit này đây. Và ta sẽ hiển thị cái chuỗi vào nhập. Sau đó ta chạy thử. Đây là in C sharp à. Đây chúng ta mới nhập cái gì và xuất ra cái đấy. Và vấn đề bây giờ chúng ta khi thực tế là chúng ta sẽ phải xử lý cái chuỗi đầu vào theo yêu cầu. Chẳng hạn bây giờ người ta nhập cái chuỗi linh tinh, người ta yêu cầu là viết hoa tất cả hoặc chuẩn hóa theo kiểu hoa thường. Như kiểu người ta nhập vào họ tên chẳng hạn. Thì chúng ta thử một cái này nhé. Dù người ta nhập vào Nguyễn cách cách này, Văn Nam chẳng hạn. Đấy. Và người ta sẽ yêu cầu là chúng ta chuẩn hóa cái chuỗi này, viết hoa hết hoặc là viết hoa chữ cái đầu tiên, những cái còn lại phải viết thường hết. Ok các em nhỉ? Thì chúng ta sẽ phải xử lý dùng các cái hàm xử lý chuỗi, chúng ta sẽ xử lý cái đống này. Đấy. Chúng ta sẽ học lần lượt từng cái một. Đầu tiên chúng ta sẽ học về các cái kiểu chuyển hoa thường, chuyển hoa hết thành chữ hoa chữ thường này. Thì trong C# chúng ta làm như sau này. Đây. Chúng ta sẽ ghi đầu tiên như là chuyển về chữ hoa này. Chúng ta sẽ có st input này, sẽ bằng str input này, chấm to upper đây. Cái to upper sẽ chuyển tất cả các cái ký tự trong chuỗi này về chữ cái hoa. Sau đó cái ms5 để chạy. Chúng ta viết thử viết hoa viết thường hết chẳng hạn. Hoặc viết hoa thường lung tung. Thì sau khi dùng cái phương thức chuyển thành viết hoa thì toàn bộ cái này sẽ thành chữ hoa hết. Tương tự với bây giờ người ta cần chữ thường chẳng hạn, hoặc có những yêu cầu chúng ta cần chữ thường, chúng ta sẽ có một cái là chuyển về chữ in thường. Chúng ta sẽ có enter input này bằng enter input chấm to number. Đây. Và với cái number này thì toàn bộ các ký tự trong chuỗi sẽ chuyển hết về chữ thường. Chuỗi ta
Đấy. Và hoàn toàn sau khi đấy chuyển hết về sự thường. Đấy là hai cái chuyển đổi rất là dễ dùng. Phải bỏ 120 cái. Đúng không? Nó sẽ chạy vào các chủng của cái sau cùng. Hoặc em viết như này được này. Nếu viết thành hai cái thì thầy viết thế này nha. Đây nhá. Ví dụ sau khi chuyển thành chữ hoa thì chuỗi hoa em ghi là chuỗi kết hoa đây. Đó. Còn đây là chuỗi viết thường. Đó. Ok nhỉ? Đấy viết hai dòng này, đây xem kết quả này. Cái hên trên là sẽ là hoa, dưới là thường thôi. Hoặc em viết vừa hoa vừa thường này, lung tung này, chuỗi tét này. Đấy, hoa thì viết hoa hết này, thường thì thường hết, đấy. Ok nhỉ? Tiếp theo này, chúng ta sẽ có cái trò đó là lấy chuỗi con. Gồm 3 ký tự tiền đấy. Chúng ta sẽ có một cái trình này. Đây này. 3 character này. Chúng ta sẽ có enter input này. Mà muốn lấy cái chuỗi con chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm sắp trình, hàm cắt chuỗi. Đây. Trong này nó sẽ có người ta viết sẵn hai cái. Một cái đầu tiên này sẽ yêu cầu là start index và sau đó là name. Tức sẽ bắt đầu từ vị trí nào cần cắt và lấy bao nhiêu ký tự. Còn cái hàm thứ hai nó chỉ có vị trí bắt đầu thì nó sẽ cắt chuỗi từ vị trí bắt đầu đến về cuối sau. Đây chúng ta chạy từng cái một nhá. Ví dụ yêu cầu bây giờ là người ta muốn lấy 3 cái tự đầu tiên trong cái chuỗi nhập vào. Chúng ta sẽ bắt đầu là dùng cái hàm thứ hai start index bằng 0 này. Và name trên là số ký tự cần lấy, là bằng 3. Đấy, ví dụ chúng ta có chuỗi này nhá. ST này bằng A B C D E S chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đếm chữ A sẽ bắt đầu nó bằng 0 này, nó đếm chữ 0 phải đến từ 1. A sẽ là 0 này, B là 1, C là 2 này. Cứ thế mà đếm lần lượt từ 0 trở đi. Và vị trí cái đầu tiên thế nào, vị trí bắt đầu. Cái số sau thế nào, cái thứ hai, đây gọi là cái phần số lượng ký tự cần lấy. Mình lấy từ 0 đến 3 ký tự thì sẽ được A B C. Còn nếu bây giờ có nhu cầu người ta bảo lấy 3 ký tự từ tháng thứ 2 trở đi thì mình sẽ bắt đầu không phải từ 0 nữa mà sẽ bắt đầu từ 1. Thì hôm nay sẽ bắt đầu B, nên chúng ta sẽ được cái chuỗi BCD. Ok các bạn nhỉ? Hoàn toàn cái này các em linh động. Và đôi khi cái số 1 này sẽ phụ thuộc vào cái vị trí chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có một cái hàm khác. Dễ nhất đầu tiên chúng ta phải cần hiểu lấy từ vị trí đầu tiên đến 3 ký tự ta sắp sinh 0. Ok nhỉ? Các em thông báo ra 3 ký tự đầu tiên. Đây là trình 3 trang. Đấy. Khi thành thạo các cái phương thức xử lý chuỗi rồi, các em hoàn toàn lấy được ký tự bất kỳ hoặc lấy một ký từ bất kỳ trong cái chuỗi, chỉ dùng các cái có sẵn, các cái ngay thông là viết sẵn là được. Chúng ta chạy thử nhá. Thử nhầm một chuỗi này. Đây là chuỗi test. Đấy. 3 cái tự đầu tiên chúng ta sẽ lấy được cái chữ đây. Bởi vì đến từ 0 này, 1, 2 đây. Ok nhỉ? Hôm nay đến cái đây. Có ạ, dấu cách tính là một cái tự. Nếu giờ chúng ta lấy 4 thì nó sẽ ra được thêm một dấu cách nữa. Bây giờ có một cái khó hơn thì nó yêu cầu là lấy cái từ cuối cùng của nhập vào. Ví dụ người ta yêu cầu làm sao mà lấy được cái test. Nhưng không phải là nó cố định lúc nào cũng test, có thể là một cái chuỗi bất kỳ. Nhưng tóm lại người ta cần lấy từ cuối cùng. Em tưởng nhỉ? Thì cái thuật toán chúng ta sẽ cần phải là xác định xem là cái dấu cách cuối cùng là gì, sau đó mình sẽ lấy từ cái dấu cách cuối cùng trở về cuối cùng, chúng ta sẽ được cái từ cuối cùng. Các em thấy hiểu không nhỉ?
Đây nha, các từ thì phân cách nhau bởi dấu cách. Do vậy đơn giản nhất là mình sẽ lấy xác định xem cái dấu cách cuối cùng nằm ở vị trí bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ cắt chuỗi từ đấy về sau. Đây các em phải thêm một cái yêu cầu đây. Được rồi nhá. Lấy từ cuối cùng trong sâu. Thì chúng ta sẽ có một cái xử lý nữa. Ghi được 4 chúng ta sẽ sử dụng là xác định vị trí của ký tự. Này. Thì chúng ta sẽ có một cái sử dụng index of. Này. Các em ghi chú bên cạnh nhé, để nó nhớ tên hàng nhé. Đây chúng ta sẽ dùng cái to upper này. Đấy. Còn bình thường ta sẽ dùng to lower này. Đấy. Còn chỗ này chúng ta sẽ có một cái sử dụng cái phương thức gọi là sắp trình. Đấy, các em ghi ra, đây là các phương thức hay dùng nhất. Còn các phương thức khác thì anh sẽ giới thiệu để tí về sau chúng ta cần cái nào dùng các em sẽ nhớ được cái này. Đây này. Thế còn xác định vị trí ký tự chúng ta sẽ có một cái gọi là index of và một cái nữa là nat index of. Hai cái này về cơ bản giống nhau, nó chỉ khác nhau về vị trí thôi. Thằng index of thì nó sẽ xác định vị trí từ đầu về cuối, còn thằng nat nó sẽ chạy từ cuối về đầu, nó hai chiều ấy. Đây các em cắt cái này dùng nhá, cắt lên trên đi. Chúng ta sẽ có đầu tiên sẽ là sẽ lấy từ cuối cùng này, lấy từ đầu tiên này, để các em định hình dùng hai cái hàm này nhá. Lấy từ đầu tiên này chúng ta sẽ cần phải xác định cái dấu cách đầu tiên. Các em hàm viên dụ đây là space first space này. Đấy, chúng ta sẽ có cái str input này chấm index ở dấu cách đây. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái chuỗi đây là first word này. Chúng ta sẽ có một cái str input chấm substring từ 0 và đến vị trí là first space. Chúng ta sẽ thông báo ra từ đầu tiên này cộng với first word. Đây các em hiểu chỗ lấy từ đầu tiên được nhỉ? Ví dụ coi cả cái xác định vị trí của ký tự là một cái chuỗi, thì chúng ta sẽ lấy cái vị trí của cái dấu cách đầu tiên là cái dấu cách nằm trong hai khoảng giữa xác cái từ xác định này. Ok nhỉ? Giả sử đây chúng ta sẽ đếm này 0, 1, 2, 3 thì các em sẽ thấy dấu cách ở vị trí thứ 3. Đến bên ngoài chúng ta đếm bằng 4 nhưng mà trong này chúng ta đếm từ 0 nó chỉ bằng 3 thôi. Và chúng ta sẽ sắp trở trinh từ vị trí 0 số ký tự cần lấy chính bằng first space, do vậy chúng ta sẽ có sắp trinh từ 0 first space. Đấy, và chúng ta sẽ được cái từ first word là cái bằng từ xác định từ xác ấy, định. Đấy. Ví dụ cái từ đây là chuỗi chẳng hạn, ta sẽ được từ đây. Tương tự này, chúng ta sẽ lấy từ cuối cùng, ta sẽ có một cái nat space này thì sẽ bằng str input chấm nat index. Đấy. Cái index of thì nó sẽ lấy dấu cách nó đếm từ trái sang phải, tức là từ đầu về cuối. Còn nat index of thì nó sẽ quét từ cuối về đầu, nó gặp phần nào nó dừng lại. Đấy. Ok các nhỉ? Và tương tự thôi, nat với word chẳng khác, first với nat chẳng khác là nhiều, chỉ khác nhau về cái vị trí thôi. Chúng ta sẽ có một cái nat word bằng st input và chúng ta cũng substring. Substring bây giờ chúng ta phải xác định, ví dụ đây nha, lấy từ cuối cùng sâu, đây là một sâu chẳng hạn. Và việc của chúng ta làm sao để lấy ra được cái từ sâu này. Ok các nhỉ? Thì chúng ta lấy sau khi lấy được cái dấu cách ở nằm giữa hai từ trong và sâu. Giả sử đây là được vị trí thứ 20 chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta sẽ bắt đầu cắt cái chuỗi từ vị trí 21 trở về cuối cùng. Các em hình đâu nhỉ? Giống như kiểu các em có một cái đống cái toa tàu người ta và lấy cái toa cùng chẳng hạn, thì mình sẽ lấy cái khoảng giữa mình chặt từ đấy về sau không? Cứ định hình những thực tế thôi, nó không gì khác biệt cả. Ví dụ đây được 20, chúng ta sẽ lấy vị trí 21 trở đi. Do vậy cái substring chúng ta sẽ lấy từ cái nat space này cộng thêm 1. Bởi vì space chúng ta không lấy. Lấy sau thằng space sẽ là cộng thêm 1.
nó khác với thằng đầu tiên nhé. Cái thằng từ đầu tiên ta sẽ phải lấy từ 0, còn thằng này sẽ ta phải lấy từ vị trí đấy trở về một cuối cùng. Các bạn hình chưa nhỉ? Nhìn hiểu chỗ này không? Đây nhá, anh viết đây nào, từ cuối cùng để nó cuối. Đây ví dụ này nhá, chúng ta có một chuỗi này, ví dụ giờ cần lấy số 5 đúng không, và chúng ta có một cái khoảng trống ở đây 45, và thử cái vị trí chúng ta đếm, anh bắt đầu cho từ 0 cho dễ nhá. Giả sử bây giờ chúng ta cần lấy số 5 và vị trí đây là vị trí 4 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải từ 4 này, từ vị trí bằng 4 chúng ta cộng thêm 1, cộng thêm 1 thì bằng thằng thứ 5, và chúng ta sẽ dùng cái substring từ vị trí thứ 5 và đến một ký tự. Ok nhỉ, nói như là cuối các em phải bỏ về substring thứ 5 được. Đây anh quay lại cái substring này nhá, đây F12 này. Cái substring này nó có hai cái phương thức, các em nhìn thấy này, cái phương thức bên trên này nó ghi là start index và name, tức là lấy từ vị trí index bao nhiêu và số ký tự của đấy bao nhiêu. Thế còn cái thứ hai chỉ có một start index thôi, có nghĩa là lấy bắt đầu từ đấy trở về cuối. Thế này nhau nhỉ? Ví dụ bây giờ ta start index bằng 10 chẳng hạn, mà sâu có 20 ký tự thì sẽ lấy từ 10 đến thẳng 19 đến cuối trong một sâu thôi, tức là nửa là trước 10 lấy vứt đi còn lại lấy hết. Các bạn thấy nhỉ? Cái này từ cuối cùng thì chúng ta sẽ bắt đầu sắp về trình từ cái thằng space cuối cùng về cuối, và ta không lấy space nó sẽ cộng thêm 1 để tránh thằng space này. Đây nha, ví dụ như cái chuỗi này đi. Đây. Chúng ta cần lấy chữ sâu thì dấu cách ở đây chẳng hạn là bằng 20. Chúng ta sẽ cần cộng thêm 1 để bằng 21 bằng chữ x này và lấy thử về cuối. Ok nhỉ? Đây các em chạy thử nhá. Chạy thử này. Chạy thử mà. Đây là sâu test. Thì theo các em đoán nó sẽ ra được từ gì? Đầu bằng từ gì? Chúng ta mong muốn từ đầu tiên phải làm cái gì? Đây là nhìn trên màn hình nhỉ. Có phải từ đầu tiên sẽ là chúng ta phải là từ đây đúng không? Và cuối cùng phải là test. Nếu kết quả nó khác với thế chúng ta mong chờ thì tổng nó bị chạy xa. Đây. Từ đầu tiên này các em nhìn thấy chưa? Từ đầu tiên là đây này, đúng chưa này? Đây nhá. Và từ cuối cùng là test này, chuẩn rồi đấy. Nếu ra kết quả là bằng chữ DA chẳng hạn thì nó sai, hoặc là bằng chữ T hay gì đấy nó không đúng đâu. Nó phải đầy đủ. Đấy. Và như vậy chúng ta đã luyện được mấy cái phương thức xử lý trong chuỗi này, bao gồm có NAT index này, substring này, và chúng ta có cả to upper, to lower rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái khác. Các em để ý các cái trang web nhiều cái người ta sẽ cấm nói tục chửi bệnh đi chẳng hạn, còn là viết cái tên gì nó nhạy cảm nó sẽ lại thay bằng cái dấu sao. Ok nhỉ? Đây chúng ta ví dụ nhá, cái thứ năm đây chúng ta sẽ có là thay thế chuỗi hoặc là ký tự. Chúng ta sẽ có một cái thay thế trong tiếng Anh là vnet, thì trong này cũng vnet thôi. Thay thế chúng ta sẽ cần phải biết được thay thế cái gì bằng cái gì. Chẳng hạn thay thế A bằng B này, thay thế C bằng X chẳng hạn. Chúng ta sẽ dò ra. Đây ví dụ người ta cần thay thế chuỗi là XX, ví dụ bây giờ XX chẳng hạn. Đây từ kiểu nhạy cảm 3X, mình cần phải thay thế bằng dấu sao. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có thay thế như này. ST input này bằng ST input chấm vnet, cái chuỗi cũ là 3x chẳng hạn, và chuỗi mới chúng ta sẽ thay thế bằng 3 sao. Sau đó các em sẽ thông báo ra chuỗi sau khi thay thế này. Đấy, đây là ít biên hoa các em nhé. Cái đó trong cái kia có cái chuyển thành bình thường, các em đổi thành bình thường. Ok nhỉ? Nó phân biệt hoa thường đấy. Người ta không có cái phủ định hoa thường, ta phải sự xử lý thôi. Trong trường hợp nếu như các em không tự tin người ta viết hoa hoa thường thì có thể các em thay thế dùng cái này chấm to lower để đảm bảo cái chuỗi chúng ta sẽ tất cả đều là chữ thường.
sau đó chúng ta sẽ thay thế ba chữ ít thường bằng ba dấu sao này. Các em hiểu không nhỉ? Để tránh cái trường hợp như người ta nhập hoa thường lẫn lộn không kiểm soát được, người ta sẽ đổ hết về một mối. Hoặc là các em đổ về hoa hết cũng được, xong ta thay thế theo chữ hoa. Đây các em thử nhá. Đây là website cấm phim xxx chẳng hạn. Đây. Thì các em nhìn thấy chỗ này chưa? Đây, đây là cao trang web Việt Nam cấm. Thì hiển nhiên nó sẽ ảnh hưởng 3 sao. Mà người khác sẽ không hiểu 3 sao là cái gì. Tức là cái thằng viết thì chỉ biết nhưng viết được nhưng người khác không đọc được. Và xem lại cũng chẳng được luôn, bởi vì nó đã bị thay thế hết rồi. Đây chính là cách mà các diễn đàn nhiều cái bình luận người ta sẽ phải quét. Để tránh các từ tục bậy chẳng hạn, từ Việt Nam nhiều thằng bồ nào nó vào tra chi tinh tinh mà để nó up lên trên thì nó mất hết quan điểm thẩm mỹ. Nó hấp buộc là phải dùng cái dạng này. Rồi tất nhiên một số thằng nó dùng cái kiểu hack, nó dùng chèn các cái tự chấm ở giữa. Các để ý cái này không? Ví dụ bây giờ này không? Bây giờ em đang thay thế từ 3x chẳng hạn, một số thằng sẽ nách luật kiểu này. Đấy, tự nhiên là cái chuỗi thay thế kia nó không có tác dụng nữa. Do vậy nếu mà giả sử gặp nhiều cái dạng này cũng phải cho cái này vào một cái mối. Thế mình thôi nhỉ? Tức phải vá nó hỏng ấy. Để nó đọc được không hay cũng phải tiếp tục đi vào nét thằng này luôn. Để thêm một cái thằng này. Các thể đi vào nét liên tiếp được. Đi vào nét đây. Này thì dấu chấm này. Dấu chấm cũng thay. Đấy, ok nhỉ? Thì thằng có viết dấu cấm này cũng sẽ không bị hiển thị ra màn hình. Thôi nhỉ? Cái cách cũng được, chúng ta phải tìm dấu cách để thay thế. Tức là tìm tất cả những cái người ta có thể viết thay thế vào đây. Tức là theo cái phải quét hết xem hiện tại có những cái gì là phổ biến. Còn trường hợp nó dị quá do bổ sung, em phải vá mà. Hãy bổ sung thấy một thằng lại vá tiếp vào đây. Đấy chẳng lý do về sao các phần mềm hay là các cái thứ người ta phải sinh ra các cái bản vá lỗi. Kể cả game thế. Nó vừa thêm các tính năng mới, vừa vá các cái lỗi mà người ta không biết. Có một số người ta công báo không thông báo là phá lỗi, một số người ta sẽ âm thầm lặng lẽ người ta bảo cập nhật chứ người ta không báo là phá lỗi gì. Bởi vì giả sử nếu thông báo mà vô tình có những người ta chưa cập nhật chẳng hạn này, phần mềm hay game đấy chẳng hạn, người ta phát hiện cái lỗ hổng đấy rất là nguy hiểm, các lực lượng nhận nhất là website chẳng hạn, thì người ta sẽ âm thầm người ta fix, người ta sẽ không thông báo người ta fix lỗi gì. Phải nặng lẽ rồi tự nhiên thông báo ra có thằng mà một cái bản gì đấy mà chưa sửa chẳng hạn, nó lại biết như thế thì chết dở. Nhưng có một số trường hợp người ta có thể công khai được, nó như kiểu người ta vá mà người ta không thể không dùng được cái bản cũ nữa thì hoàn toàn công khai không sao cả. Đấy là một vài cái trường hợp mà hay dùng thực tế như thế. Các em hiểu cái này chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của VNet. Thì về sau có rất là nhiều trường hợp. Đây là trường hợp là các em thay bằng dấu sao. Còn một số trường hợp khác thì các em phải xóa trắng đi, thay này bằng gẫm cho nó xóa thẳng đi luôn này. Cứ có cái này xóa thẳng bằng gẫm thôi, không để cái gì cả. Rỗng thì trong chuỗi các em có một cái gọi là string này, chấm empty thì nó sẽ là rỗng. Ok nhỉ? Cái này bằng cái dấu sượt không có cái gì, các em ghi được ghi cái này thì nhìn cảm giác tốt, nó chuyên nghiệp hơn. Đây ta chạy thử nhá. Sẽ thay thế chuỗi chứa xxx và chứa x.x.x. Các em thấy không? Đây nè. Cái 3x này chỉ thay thế bằng 3 sao, còn x.x thì lúc này hoàn toàn bằng rỗng không có gì cả. Ok nhỉ? Hoàn toàn mất biến mất khỏi danh sách thôi. Đây là một cách xử lý. Nó tùy cái yêu cầu, ví dụ người ta có thể yêu cầu đổi A, B hoặc người ta có thể yêu cầu xóa hàng đi. Tức là tùy trường hợp nếu mình cần xóa hay để thì mình sẽ cân nhắc. Nếu là theo cái trường hợp thực tế. Còn bây giờ kiểu chúng ta đang luyện công thì các em cứ thử cả hàng. Để sau cần cái nào chúng ta dùng cái đấy. Ok nhỉ? Đấy, chúng ta đã học được mấy cái cơ bản này. Tiếp đến chúng ta sẽ cần phải cái giả sử chúng ta cần cái chuẩn hóa chuỗi. Rồi. Chuẩn hóa chuỗi. Đấy. Chúng ta sẽ quay một cái video khác nhé.